Cô gái rửa nho khô bằng nước để kiểm chứng độ sạch ghi xôn xao mạng xã hội. Nho khô là một trong những món ăn vặt mà hầu hết dịp Tết nào cũng có. Đây còn là món khoái khẩu của biết bao nhiêu người, bởi ngoài ăn trực tiếp, chúng còn được dùng làm nguyên liệu cho nhiều món. Mới đây, một đoạn clip được đăng tải trên nền tảng TikTok thu hút về hơn 3 triệu lượt xem kèm theo những tranh luận vô cùng gay gắt. Trong đoạn clip, cô gái này vì đọc phải quá nhiều tin đồn về nho bẩn nên đã quyết định tự mình kiểm chứng. Cô đổ nho khô vào một chiếc tô lớn đựng nước, sau đó khuấy liên tục. Chỉ chưa đầy một phút sau, nước đã ngả màu, thậm chí còn xuất hiện nhiều tạp chất lạ. Điều này đã khiến cho cô gái vô cùng hoảng hốt. Cô tin rằng đây chính là chất bẩn của nho khô mà nhiều người nhắc đến. Chính cô chia sẻ kết quả này làm cho cô không còn dám ăn nho khô thêm một lần nào nữa. Ngay khi được đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút rất nhiều bình luận từ phía cư dân mạng. Phần lớn mọi người đều vô cùng bất ngờ khi thấy nước rửa nho khô lại đục đến thế. Thậm chí còn có cư dân mạng thề sẽ không bao giờ sử dụng món ăn vặt này nữa. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng việc nước đục như vậy là hoàn toàn bình thường. Bởi theo họ, không chỉ nho khô mà tất cả những món ăn cần phơi ngoài trời đều không thể tránh khỏi tình trạng bị bám bụi. Chưa kể, rất có thể nước đục như vậy không chỉ là do sạn mà còn là từ đường và các chất phụ gia khác có trong nho. Hiện tại vẫn chưa biết thực hư nho bẩn hay không, nhưng dân tình vẫn đang bàn luận rất sôi nổi. Còn bạn nghĩ sao về chuyện này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đang gây xôn xao trên mạng xã hội nhé. Gửi ngày tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.